Trẻ em trước khi bước ra ngoài thế giới rộng lớn thì cha mẹ, người thân trong gia đình chính là những người thầy đầu tiên. Đây là nơi đặt những viên gạch nền móng để xây dựng nhân cách cho trẻ. Từng hành động, lời nói của cha mẹ dù nhỏ nhưng đều có tác động tới nhận thức của các con. Do đó, chính cha mẹ phải là những người gương mẫu, giúp con cái học được điều hay, lẽ phải. Mới đây, một câu chuyện xảy ra tại siêu thị ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đã thu hút sự chú ý đông đảo các bậc phụ huynh, ai nấy đều suýt xoa khen ngợi cách hành xử của người mẹ. Vào một ngày cuối tuần, Tiểu La đã cho con gái 3 tuổi cùng tới siêu thị để mua đồ. Cô bé rất hào hứng chạy nhảy, ngó nghiêng xung quanh. Và trong lúc mẹ không để ý, bé đã tự ý chạy ra quầy nho, hái vài quả trong gói để ăn. Đúng lúc đó, một nhân viên siêu thị tiến lại gần và nói bằng giọng rất khó nghe, đứa trẻ nào đây, tại sao lại hái nho ăn? Tại sao bố mẹ không trông nó như vậy? Thật là không có giáo dục. Tiểu La vội chạy tới, nhìn cô nhân viên đang hầm hầm bực dọc, còn con gái đang cầm trái nho trên tay, cô chợt hiểu ra tất cả. Lúc này, Tiểu La cảm thấy tức giận ngược bởi cô luôn coi trọng việc giáo dục con cái, thế mà người phụ nữ trung niên kia lại gào lên với âm thanh chúa chát rằng con gái cô không có giáo dục, không được học hành. Án minh họa. Tuy nhiên, cô nhìn con gái mình đang ở trước mặt, và sự thật là nó đã làm điều không đúng. Chính vì thế, cô đã đi tới trước mặt nhân viên siêu thị và cúi người, nói, tôi thực sự xin lỗi. Tôi đang mua trái cây bên này và trong tích tắc con gái tôi bị lạc khỏi tầm mắt. Đây là hộp nho con gái tôi đã ăn đúng không, tôi sẽ mua một hộp này. Xin lỗi đã gây rắc rối cho chị rồi. Rồi tiếp đó, Tiểu La quay sang con gái đang đứng ngơ ngác bên cạnh, nhẹ nhàng bảo, con xin lỗi gì đây đi. Hoa quả trong siêu thị không được phép ăn, chúng ta phải mua, trả tiền và ra khỏi nơi này mới được phép sử dụng. Bé gái 3 tuổi cũng nghe lời mẹ, cúi người xin lỗi. Còn nhân viên siêu thị vốn làm đúng chức trách của mình lúc này lại thấy bối rối. Cô lúng túng bảo, này, tôi không có ý nặng lời với con bé. Quả thật, nho sữa này rất đắt tiền. Lấy vài quả thôi nhưng cả hộp nho sẽ không được đẹp và chúng tôi không thể bán. Tôi cũng chỉ theo yêu cầu công việc. Tiểu La và người phụ nữ trung niên này nhìn nhau rồi cười xòa. Cuối cùng, mọi việc cũng ổn thỏa, mọi người xung quanh cũng tản đi nhưng ai nấy đều vô cùng ngưỡng mộ cách xử lý tình huống của người mẹ trẻ. Vậy tại sao người mẹ này có thể nhận được lời khen ngợi của mọi người? Đầu tiên, người mẹ kiểm soát cảm xúc của mình. Án minh họa. Thông thường, ai nấy đều cảm thấy không vui khi bị người khác nặng lời. Nhiều khi, dù sai nhưng họ bị xúc phạm thì lại nảy sinh cảm giác tức giận ngược. Đặc biệt, nếu một người lạ nặng lời chỉ trích con trẻ không có giáo dục chắc hẳn những người cha, mẹ này đã nhảy dựng lên cãi tay đôi rồi. Tuy nhiên, Tiểu La trong câu chuyện trên thì lại khác, cô cũng thấy tức giận khi bị nhân viên của siêu thị mắng như thế, nhưng cô hiểu rằng con gái mình đã làm sai trước, và bản thân mình cũng có lỗi gì không để mắt tới cô bé. Do đó, cô đã kiểm soát cảm xúc, nhìn nhận mọi việc một cách khách quan sau đó chủ động đứng ra nhận sai lầm, xin lỗi nhân viên siêu thị. Thứ hai, thừa nhận sai lầm của con. Ở nơi công cộng, trẻ nhỏ đôi khi vì hiếu động hoặc không biết mà gây ra những rắc rối cho người khác. Thế nhưng, nhiều bậc cha mẹ lại luôn bênh con mình chằm chặt và cho rằng, chúng là trẻ con, biết gì đâu. Nhiều lần, cha mẹ bảo vệ con tới mức mù quáng, họ nhất định không chịu thừa nhận rằng con mình đã làm sai. Còn với Tiểu La, cô đã giảng giải cho con gái mình cô bé đã sai ở đâu, sai như thế nào và cách khắc phục. Như thế, đứa bé sẽ không bị lặp lại lỗi lầm tương tự ở những lần sau. Những lưu ý khi đưa trẻ đi siêu thị cùng. Trẻ sẽ cảm thấy xấu hổ khi bị cha mẹ lớn tiếng quát. 1. Không được tự ý ăn đồ trong siêu thị. Đây là quy tắc đầu tiên cha mẹ cần giáo dục trẻ. Hãy nhắc đi nhắc lại điều đó mỗi lần đi siêu thị để bé nhớ. Từ đó bé sẽ không đòi ăn khi lướt qua những món đồ rực rỡ sắc màu trên kệ hàng. Hơn nữa, cha mẹ cũng hãy để ý nếu thấy bé sử dụng đồ ăn trong siêu thị không phải đồ ăn thử, thì hãy kịp thời nhắc nhở bằng những lời nói nhẹ nhàng. 2. Đừng bao giờ rời mắt khỏi trẻ. Một khi đã xác định cho trẻ tới nơi công cộng đông đúc, hãy đừng bao giờ mất cảnh giác với chúng.
bạn cần quan sát con thật kỹ, giữ cho con sự an toàn và tránh gây phiền toái tới mọi người xung quanh. 3. Đừng quát mắng, hãy nhẹ nhàng nhắc nhở và giải thích. Một khi trẻ phạm phải sai lầm nơi công cộng thì cha mẹ hãy là người kiên nhẫn, nhẹ nhàng giải thích cho trẻ hiểu thay vì khiển trách. Việc cha mẹ nặng lời, quát tháo trẻ tại siêu thị hay nơi đông người càng khiến cho bé cảm thấy xấu hổ và có những hành động không đúng.